câu hỏi để chị có thể được hỏi cho một phỏng vấn. Chị đi Mỹ làm gì? Đi qua đó dự khóa tour mùa hè. Bên điều trị hải hải. Khi nào chị tính đi Mỹ? 1 tới tháng 7. Chị đi Mỹ với ai? Đi với cái đầu của anh nha. Khi nào chị sẽ về? 31 này. Khi nào chị sẽ về? 1 tới tháng 7, đi 45 ngày. Đi 45 ngày. À, một tay thì cho tới ngày 15 tháng 8. Làm sao mà chị biết được cái chương trình tu hội này? Nhà hòa thượng mà tiếp hòa thượng. Hòa thượng tên gì? Thích Chí Đức. À, chị đã bao giờ đi Mỹ chưa? Chưa. Chị đã bao giờ phỏng vấn đi Mỹ chưa? Có. Chị phỏng vấn năm nào? Năm 2011. Khi đó chị đi để làm gì? Đi tham quan nước Mỹ. Đi tham quan nước Mỹ. Và chị có được cấp visa không? Rồi là tại sao chị không được cấp visa? Thì quý vị ở đó nói rằng tôi chưa đi hết trong các nước phát triển thì chưa cấp visa cho tôi, cộng với cái số tiền giống như tài khoản mình thu được, cũng như cái điều kiện mình chưa có được. Lần đó trước khi chị đi phỏng vấn chị có được chuẩn bị phỏng vấn trước không? Là chị cứ tới ngày chị đi không thôi. Có phỏng vấn, có chuẩn bị. Chị chuẩn bị như thế nào? Thì nó chuẩn bị những cái hồ sơ thủ tục. Chị được hỏi những câu hỏi như thế nào trong buổi phỏng vấn đó? Hỏi là liên hệ với cái người phỏng vấn, rồi người lý lịch của người phỏng vấn, lý lịch của người mời mình. Đó là một số câu hỏi mà các bạn có thể được hỏi trong buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ khi mà các bạn xin visa du lịch tại Hoa Kỳ. Bây giờ em sẽ giúp anh chuẩn bị một số cái câu hỏi mà anh có thể bị hỏi khi mà đi phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ. Anh đi Mỹ làm gì? Đi Mỹ theo cái thư mời và đã để qua đến tuổi mà đi. Ai là người mời Có sư phụ mời. Sư phụ tên gì? Hòa thượng Thích Chí Đức. Hiện giờ sư phụ Thích Chí Đức, Hòa thượng Thích Chí Đức đang sống tại đâu? Hòa thượng Thích Chí Đức đang sống tại Cali. Làm sao mà quen hòa thượng? Tại vì trước đây là tôi thường hay nghe băng đĩa của thầy, rồi tôi liên hệ với thầy. Hàng năm thầy thường về thì tôi tổ chức thầy đi hành hương thường xuyên. Anh gặp thầy bao nhiêu lần rồi? Cũng nhiều lần lắm. Năm nào thầy về cũng gặp. Hiện giờ ở Việt Nam anh đang làm gì? Ở Việt Nam tôi đang làm giám đốc của một công ty công nghiệp hàng. Công ty đó thành lập lúc nào? Công ty thành lập năm 2009. Rồi anh đã từng đi du lịch chưa? Có. Anh đi du lịch bao nhiêu nước rồi? Tôi đi 7 nước. 7 nước? Bao gồm những nước nào? Campuchia, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Nepal, Hàn Quốc, Australia. Anh đã đi Mỹ bao giờ chưa? Chưa đi. Anh đã đi phỏng vấn Mỹ bao giờ chưa? Phỏng vấn du lịch Mỹ bao giờ chưa? Chưa. Anh có tên trong hồ sơ định cư Mỹ không? Không. Lần này anh đi bao lâu? Đi 45 ngày. Anh đi để làm gì? Trong 45 ngày đó anh sẽ làm gì? Thì trong cái khóa tu tập ở chùa thì 35 ngày. Còn lại 10 ngày thì du lịch. Ngày nào anh tính về? Ngày 15 tháng 8. Anh có gia đình, anh có người thân ở Mỹ không? Không. Anh đã từng đầu tư tại Mỹ chưa? Chưa. Anh có dự tính đầu tư tại Mỹ không? Chưa. Anh chưa có dự tính đầu tư tại Mỹ. Đó là một số cái câu hỏi mà các bạn có thể gặp phải trong buổi phỏng vấn khi đi lấy visa du lịch Hoa Kỳ.